ơi! Ôi ơi! Ôi ơi! Ôi ơi! Em vừa em vùng nhòm mà phát ra cầm bên tay nó vả mất đi này. Thôi anh làm gì thấy cái gì đâu. Có mà. Ui, ui, ui. Thấy chưa? Thấy. Thằng mày con. Mà tay đấy suy mà. Yêu quái, yêu quái, yêu quái. Yêu quái sao ấy? Motor rồi. Ui. Thấy sao vậy hả? Ui. Ê, ui. Làm con tỏ nó nhỉ. Lấy cái tay kiểm tra thử nhá. Ui. 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 Ủa cái khu sắp tới ở đây có con gì thì... Anh xin đi. Ủa? Ui anh ạ. Đâu? Nó có thỏ rồi anh ạ. Để tôi kiểm tra thử nào. Nó có thỏ rồi. Cẩn thận nhá. Ui! 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 Nó ăn luôn cái cây rồi à? Ui! Nó mất cái cây rồi. Ăn luôn cây rồi sao ạ? Ui mẹ ơi. Ui sâu lắm, tối ôm đi. Khiếp đi anh nhé. Ui! Mày con, cầm thổi trọng có thử ra. Nó sâu lắm. Để tôi đâm thử nhá. Đấy, đi kiểm tra nào. Xem nó có thò ra không nào. Anh đâm đi, đâm vào. Mày này. Mày ra đây. Ui. Ui, ui nó đang nó đi ăn đồ rồi. Ui. Con này, con khỏe lắm anh ấy. Con này cái gì nó đòi ăn à? Khỏe lắm. Sao không chơi dài. Ta đi cẩn thận đấy. Hàng sâu đi. Tối ôm đi. Ui ủa tối gà tối sao? tối lắm. Để em kiểm tra xem sâu nhá. Người ta đấy còn đánh nguy hiểm lắm. Không thấy gì. Ui đi quay người anh ạ. Quay ông nghiên cứu nó sao ông bắt được con này đi. Để tôi bỏ con tiêu xem con là con gì á. Tôi mới biết được con là con gì. Không bây giờ ông kiểm tra thử nào. Ôi. Vừa cho cây vào nó ăn luôn cái cây mà. Làm có khác. Ui. Con gì? Ông biết con gì không? Quái vật thôi. Quái vật. Monster. Ở đây có con monster rất to luôn. Thợ săn chuyên nghiệp. Chờ nó thỏ ra bắn nó. Ra tôi bắn luôn. À nó xấu lắm. Nhưng sao lỗ bé thế nó chui vào nhỉ? Monster rồi. Hay lúc nó bé bị ăn nó đã ở trong đây rồi. Đâu nó chui vào, nó nấp hang lại để nó trú đông. Bây giờ hai ông ra rửa đi. Ông sang đi rửa đi. Nhưng mà nó cắn sao? Ông sang nhá, ông đi rửa đi. Nó ăn thịt đấy. Cẩn thận đây thôi. Ông rửa đi. Cho chết nó rửa, Ê, nó ra nhà, cái này bắn nó chân ông lên đây. Đừng ăn, bắn nó chân ông lên đây. Ui, không bắn được. Con này to cái nó vồ cái. Thả lăng cái này phải bỏ cung tên ra bắt bằng tay không thôi. Cung tên cái này không bắn được đâu. Bắt kiểu gì được. Để tôi. Nhưng mà phải để bắn nó thương mới bắt được chứ.
Mà đánh nguy hiểm đấy. Bây giờ nó bé thế mà. Nó xấu lắm. Thực ra này nghiên cứu cách. Em thợ săn này xem có cách nào bắt được nó. Cẩn thận không là nó lại ăn thịt cả thợ săn luôn đấy. Giờ nó kéo vào. Ôi, kéo nó lại. Tôi bây giờ. Con to lắm. Tay thằng đông luôn. Thế đã bỏ tay thằng đông thôi. Nó có móng nữa. Hai người dừng. Không. Người dừng rồi. Không phải đâu. Con tơ rồi. Cách nào chưa? Nó nguy hiểm lắm. Có thấy nó? Ôi ôi. Nó đây. Ôi, ông xem. Nó. To lắm. Ôi trời, mắt trắng tinh kìa. Ôi cái ui nó đang nhòm ra nhòm ra. Ôi. Con gì đây này? Con gì đây? Bắn nhé. Ô, thợ săn con này đi săn bao nhiêu năm rồi, con này con gì đấy? Trời ơi, tôi hàng tối lắm, thấy một mắt trắng tinh thôi. Vẫn chưa biết con gì à? Ôi, anh nhìn cái mũi nó to lắm, để gì đi? Này, mắt nó sợ lắm. Ôi, nó thù rồi. Ôi, hay đào hết đi. Cuốc nó ra. Không, cuốc, đến xuống nào. Nó xuống nào. Kì đây. Xuống nào. Bây giờ. Đào nhá. Thật là nhớ nó đang hố đấy. Nó ra bắt đâm nó luôn nhá. Thật là cẩn thận đấy. Hãy chú ý. Cái hang của anh em là Tuấn vẫn chưa có một cái hang của nó đấy. Ông đào đi, tôi cầm chuôi cung. Ông đào tôi bắn đi. Ông đào đi rồi. Tôi cung đi thôi. Vào tôi đứt luôn. Để cho ông kêu cào nó đã. Đây. Ê. Ông yên tâm đi. Ê. Ra bắt được hồ tôi bắn luôn. Nhận nhé, cẩn thận nhé, con này nó nguy hiểm đấy. Con tư đấy. Đẹp chi đi ạ. Tập đi. Tối lên không sợ. Mạnh lên nào. Đấy. Ấy. Thấy gì không? Chưa thấy đâu. Đẹp chi đi. Cái hàng này chắc phải sâu lắm đấy ạ. Ui. Thử ra, kiểm tra nào. Hãy chạy nó chạy đâu rồi. Bây giờ để tôi kéo ra ra nhá. Mở cái lỗ to này nó chui ra sao? Dừng chắc. Cung nó không sợ. Ôi cung sợ mày thử. Ôi. Nó thổi cái mặt ngay đây luôn nè. Kìa. Kìa. Ôi ôi. Ôi mày con hai cái bắn nha. Ôi. Ê con gì đây? Con gì đây? Cái nhám ạ. Đây gì đó? Có đạn không? Tiếp tục ra. Ui làm cục đây kìa, bắt nó thỏ kìa. Ôi nhìn cái mắt đấy kìa. Ui kìa. Ôi con gì đấy? Monster rồi. Con gì đấy? Monster. Tôi chỉ đứng ở kia rồi, nó thò ra. Con này không săn được bao giờ chưa? Chưa. Cái con này bây giờ hả? Con này đâu nhìn thấy con này luôn mà. Con này phải bắt đâu cao mà nhỉ? Ôi. Ông béo vào cạnh cái mảnh kia ra. Tôi để cho đứa béo kiểm tra ra. Để tôi cào cái này cho ông nhá. Cào sạch cái nào. Ôi, con gì ấy? Nhìn thấy cái mắt của nó trắng xóa đấy mà. Nó thỏa ra tôi đặt cho nó. Đau bụng đi nhá. Đau hết rồi đấy. Đâu, người đưa ra. Chỉ chăn. Cẩn thận nhá. Ôi, cào đầu thôi. Ui, có gì mắt nó rồi. Nguy hiểm lắm. Làm sao để túm được nó đây không ai? Đau bụng cái bà đấy. Đây rồi. Tôi đụng đầu bụng nhé. Cái đó. Để nó thỏa ra tôi bỏ nó phát. Cẩn thận đấy, bỏ chúng thợ săn đấy. Bỏ chúng cái ông đen đen này là hỏng đấy. Hai, nỗ ra xí rồi. Ui. Ông cào đất tôi. Cái đấy chỉ có lấy cho tay vào mà vét thôi. Ui. Nó tấn công luôn à, hình như vào gần chỗ nó tấn công đấy. Ui. Bây giờ như gần đến chỗ hang của nó bắt đầu tấn công ra rồi đấy. Nó cùng đường rồi, con này chắc là hang cục trong kia sâu nhưng hang cục rồi. Một cửa chính thôi. Cẩn thận nói cái lấy mất cả cuốc ấy. Ui. Ôi. Cần. Tới hang rồi ơi. Thế bây giờ mình đào hõm bên ngoài xong. Thấy chưa? Ấy. Thấy nó không? Có nhìn thấy nó? Không biết, ánh nắng quá rồi. Chưa thấy gì ạ? Tối lắm. Con nó gì này? Đâu mất rồi. Đâu mất rồi. Chưa thấy gì ở đâu ấy. Tối em nào.
vào kiểm tra nào. Nỗi này thui rồi, vào đi vào đi. Ông ơi, tạo sân. Bà bán nào, vào đi. Hàng sâu lắm. Huy, Huy, Huy. Ôi ôi, Huy nó kìa. Ôi ôi, ôi ôi. Ôi ôi, tạo sân. Bắn nó đi, bắn nó, bắn. Huy, con gì ấy? Con gì ấy? Con này không bắn được đâu. Phá rộng ra đây. Không thấy đâu rồi, con này còn chui trong rồi. Hàng sâu. Con đâu? Đây, ông cầm xuống, ông đào hết cái bờ thôi. Để tôi dọn nó. Nó đi rồi, nó. Con thấy nó? Không thấy đâu, con không thấy gì cả. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, không đi, con đây là cái này nữa. Hình như ngớ bên trong này nó có không, nó đi máu đấy nhỉ. Ngon rồi, ngon rồi. Con này tôi cào đất rồi. Từ từ ra. Từ từ cào, cào đất, cào đất. Cẩn thận nhá, động nó ra đây. Ui, nỗ động rồi, nỗ động rồi. Ui, trong tối om nữa kìa. Không thấy nó đâu nữa. Không, đi đi. Quang, 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 quang. Ui ra, quang. Bây giờ em vào, em vào thử nhá. Vào xem đi, nó lại rồi. Hình như nó mất rồi đây. Ok, quang đi. Quang đi. Chưa đổi. Ui kìa kìa, quang. Ui, ông ta săn. Ui mày con. Con luôn. Ui nó nói thật. Ui ok nè. Ui chết. Nghỉ 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 tí anh em ơi. Ô săn cả bói được cái gì. Ây đau nứng ạ. Nước nước. Ui ui. Ui. Cái gì này. Ai. Ô, nước yêu ơi. Mình ơi. Nước ơi. Không, không. Chỉ đói thôi, không thắng nữa. Mệt quá, hôm nay săn với rồi. Mệt quá. Nước đi em. Mày tí đi nhỉ. Đau lắm. Ui! 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 Em vừa nhìn thấy con gì đấy, gì đấy, Quyên kìa. Ui! 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 Quay mặt rồi anh ơi! Motor, motor! Con gì? Không biết được! Motor ơi! Một tơ rồi anh ơi. Ui. Một tơ anh ấy. Ui. Lúc mình đến có thấy nó đâu. Nó vừa đào hang ra. Nó ra kìa. Ui. Nó kìa, Nó vừa đào hang ra. Đập đi anh ấy. Nó thỏ ra phang nó anh ơi. Nó đang ra đấy. Đập thẳng mắt nó kìa. Nó chui ra rồi. Nó thoát ra kìa. Cái này không kìa. Ui con gì đấy. Ui hàng xấu lắm anh em ơi. Em vào kiểm tra nhanh đi. Em sợ lắm. Nó thổi ra rồi. Vừa em phát nó nhồi luôn mà. Ui. Nó thổi ra rồi. Có thấy không anh? Nó thổi ra rồi. Ui. Mặt gì anh nhỉ? Mặt trắng ra. Ui. Anh vào đi. Vào kiểm tra đi. Hỗ trợ em nhá. Vào đi. Ôi mẹ ơi. Ôi. Bà bán trời ơi con gì này. Sao nó cứ 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 cứ. Để em vào kiểm tra nhá. Anh vào đi. Cái mặt nó kìa. Từ từ phải gạt cái lỗ ra đã. Ôi! Có gì mà hỗ trợ em luôn nhá. Ok anh vào đi anh ơi. Đâu không biết. Ôi. Em ơi.
anh ơi. Ui, giờ em lại đây. Ui, 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 Thôi rồi. Thôi rồi, ui. Nó bới. Nó đùn. Nó đùn lên. Phan Anh. Ủa, ui. Ui, chưa rồi, chưa rồi. Đây, đây, đây. Chưa rồi. Ui, nó đùn lên lên rồi anh ạ. Nó... Ui. 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 Đùn lên lên rồi anh ạ. Quang! 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 Chứ ông kia chắc bị ăn thịt mất rồi! Huy! Kìa, chú chú vào xem nào! Để em! Để em chú em xem nào! Ui! Con này nó đang đầu hang mà anh ạ! Ui! Ui! Anh Siềng! Anh Siềng ngay đó kìa! Ui, à, xấu lắm. Quen nó. Ui, 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 lại kìa. Đập bóng anh ngay được, đập bóng. Ui, ui, ui. Ui, ui, nó cứ cố thủ này không sao thôi. Để em chui ra xem. Anh Quang ơi. Ui, ui mẹ ơi. Ui, 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 anh ơi. Đập, đập đi. Ui, ui. Anh Quang ơi. Nó ăn thịt mất anh Quang ơi. Ui mẹ ơi. Ui. Đập đi anh ơi. Đập, ui, ui. Đập đi anh ơi. Xin, xin ông. Ui, chú ra, chú ra. Ui, anh. Ui, chú ra. Ui, được rồi. Đập, đập, đập đi anh. Ui. Mày ra đây, mày ra đây. Giờ em nào ra đây. Đâu mày? Mày? Đâu 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 Ui! 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 Anh đâm đi. Cái này gì to lắm. Thôi giật luôn. Vừa hai ông anh em thò phát lên giật một phát vào luôn mà. Ôi giật một phát vào hang luôn. Mày vừa chẳng thò đâu á. Thôi thôi thò đâu. Tập tập nhá. Anh đâm đi. Đâm đi. Ui. Đâm đi anh ơi. Thôi nó khổ lắm. Khổ lắm. Khổ lắm. Nó thổi ra xong rồi. Ui. Ui. Lập đất cánh ấy. Thôi. Thôi rồi. Đâm đi anh. Đâm, đâm lỗ kìa. Đây rồi. Ui, đây rồi. Đâu. Kìa, đúng rồi. Ui, ui kìa. Ui, ui. Ui, 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 ui. Ui, ui. Ui, 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 khỏe lắm. Mày xì anh ấy. Ui, 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 kìa, kìa, kìa. Mất trắng tinh. Mất trắng tinh anh ạ. Mày để anh đạp, anh đạp nhá. Hãy thôi đi. Anh đạp vào đầu đi. Ui, 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 anh ơi. Ui, ui, đập trước mặt rồi, đập trước mặt rồi. Đập trước mặt rồi. Con này đau không? Đau, con này đau ấy. Ui, anh. Ui, anh nghe.
Ui, ui, a, nhanh lên, còn một cây nữa, trong nốt cây này được vào rồi. Đá. Cái gì đấy? Chắc là gió thôi. Vừa vừa nghe tiếng gì đấy? Đây đây, vừa đang đào đây, có con gì đấy, tùy nó nhảy nó bồ thằng em anh đi thôi. Nó bồ biết rồi. Ôi đây đây đây, ôi anh ơi, nó đâu? Có nghe tiếng không? Có nghe tiếng không? Hình như nghe thấy thằng này. Vừa vừa nghe, quay cây đi. Dẫm này làm sao nhìn được anh ơi. Quang ơi, Quang ơi, đi đâu vậy? Ui, quay đi. Quang ơi, nghe tiếng gì không? Huy, Huy, đâu? Vừa đây rồi, Huy, ui, trời ơi, Huy lên rồi vào trong đây rồi. Ui, Huy, ui, trời ơi, Huy sâu lắm. Ui, đâu rồi? Nó là ai vậy, Huy? Đâu rồi? Ui, 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 ui. Ui, 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 nó nhanh, nó nhanh quá. Ui, nhanh lắm anh ơi. Ui, con quái vật motor, motor rồi. Mày phải chạy sớm này, anh đập kìa. Thì ra đập vào máy thôi. Nó nối em lại mà. Motor, motor rồi. Sao Để đến đây em sửa người ấy xem nào. Nghi cách cứu thằng em đi. Quay đâu rồi? Quay đâu rồi? Quay đâu rồi? Ui, chú hỏi anh ơi. Chú hỏi. À. Ui chú, ui nhanh em cắn, hôm nay mới cắn rồi, ui hôm nay mất rồi anh ơi, có giải em tao không? Đâu rồi? Ui, rồi, ui rút kìa, có khỏe không anh ơi? Ui, Yemi, có khỏe không? Yemi, đâu rồi? Xuống đi anh ơi, xuống đi. Ui, Yemi, ui, nó rơi ra trong rồi. Ui, chết rồi. Ui, Yemi, nó đã kéo nó vào trong rồi. Nghe thấy em không? Đâu rồi? Quay, vào kiểm tra nhanh. Quay. Nó chạy mất rồi. Thấy nó chạy ra ngoài rồi sao ấy? Vào cứu người ấy. Vào kia không? Vào kia không biết ai đi. Quay. Kêu. Quay. Em đi. Kêu. Ui, ê ui. Ui đây rồi. Đây rồi. Ra ra đi em. Kêu. Ui. 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 Quay mặt trong đây. Quay mặt. Quay mặt. Quay mặt. Quay mặt trong đây. Vẫn còn. Thì nó to thương biết gì đây. Ui. Nó quấn em trong đây. Ủa, gì đấy? Thấy chưa? Có tên phì. Phì á?
Thấy nó đen xì luôn mà. Chú ơi, kiểm tra nó vào, nó quấn chặt em trong đấy. Khả năng là nó đang như thế này. Ui, ui, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Ui, con gì đây? Ui, tôi cho đủ đi. Ui, thôi. Bắt nó ra. Tôi cho đủ đi kìa. Nó quấn cho luôn, khoe cho luôn. Ui, ui. Bằng ghế anh em, đây xì, tôi như thế này. Vừa nó quấn chặt em trong đấy mà. Để anh vào kiểm tra nào nhé. Ok, ok. Vào đi. Xem có bắt được nó ra không? Cẩn thận đi anh ơi. Ừ. Anh yêu anh. Còn túm nó ra chưa? Đúng rồi. Bắn sâu á. Sao rồi? Sao rồi anh ơi? Thấy chưa? Cái gì đây? Ui, con gì? Ồ, dài lắm. Dài mà. Con gì? Nói ra đây anh ơi. Nói ra đây em ơi trời. Em không biết ai rồi. Đâu không? Đây. Kéo nó ra đi. Vừa nó quấn em, nó xiết em lại. Thấy chưa? Được chưa? Đâu. Kia! Quay đâu rồi? Rồi mình chết rồi. Anh ơi, vào cái hang kia xem đi. Hãy vào bắt con kia. Ừ, đi vào đi anh. Bắt cái gì? Gọi thêm người ra cứu rồi. Ui. Ui. Này, anh bắt ra. Đi vào đi. Ui. Đi anh. Bắt xe anh ơi. Nghe có khi nó quay lại giờ. Đây. Thấy chưa? Đây rồi. Đâu rồi? Ui, con gì đây? Ui, con gì đây? Ui, to lắm. Ui. Ui, ui, kia. Ui. Chỉ là quái vật rồi anh ơi. Ui. Bị to rồi. Ui. Nó đẹp. Ui, cái đầu kìa. Ui, Quang ơi! Sao? Ok.
sao sao mày này. Ôi nó khỏe lắm em. Nhanh lắm. Chạy đâu rồi? Chạy trốn ra ngoài. Bây giờ cứu thằng em nó ra đi. Mày lấy cho mày thử đi. Không nó ra rồi tao túm đầu. Mày lấy cho mày thử đi. Mày cho mày thử đi. Mày thử đi, tao cứu mày. Ủa, con này khỏe lắm, con đâu? Khỏe lắm. Được rồi, mày ra đây. Này, mày ra đây. Trời ơi, rồi. Đưa hàng sâu rồi. Là gì? Con ra đây, con ra. Con ra đây, cháu bạn. Được rồi, được rồi. Đập đi, đập con Quang ấy. Được rồi, được rồi. Đập đập cuối đập rồi. Đập nó đi. Có đại em tao không? Ôi trời ơi, mày ơi. Đi đi, mày, mày. Chết rồi. Tôi coi coi chết rồi. Con chết rồi. Con này nó sợ lắm. Con này kinh lắm. Hay là lấy tên bắn nó đi. Bắn luôn. Nhưng mà thằng Quang sao? Sợ bắn thằng Quang lắm. Hey hey, tao bắn nhá. Bắn nó đi. Có thể là tao bắn nhá. Thôi bắn luôn. Đâu rồi? Ok, bắn nó. Thủ tiêu nó. Mày sợ cú Quang. Cú Quang trong đây này. Còn mấy cú Quang sao? Cái không ổn đâu. Quang đâu mà? Mày, ui, ui, sâu nó không nhìn đâu. Con không nhìn được con Quang đâu. Nó tối lắm. Rồi, giờ sao sao? Hay này, mày mày ra đi. Để tao vào thôi. Ra đi. Ui, ui, sao lắm? Thấy Quang không? Chưa thấy đâu mà. À! Cứu rồi kìa. Sao? Ôi à. À trông xấu lắm. Không tìm thấy đâu cả. Để rồi các bạn để tôi bắt. Ở trong hang sâu rộng lắm. Đúng không? Để tao rồi ra bắn luôn. Nó chặt đầu hang rồi. Bây giờ phải thủ tiêu nó vào trong sâu. Ê ơi, cứu được. Chạy to một. Bắn liên tục kìa. Bắn đi. Thủ tiêu nó. Đây ơi. Chú. Ui. Nó kìa. Bắn. Sao? Ui, nó thủ ra rồi. Từ đó. Bắt nó để gắm vào đầu đó. Thôi Mày! Chết rồi! Bắn chết rồi! Mày! Thấy bóng không? Thấy bóng không? Ui! Nó thương nó chạy rồi! Thấy bóng không? Đây! Ra! Ai! Kìa! Kìa! Kìa!
ơi. Ui kìa kìa. Ui ui anh ơi. Ui kìa. Ui kìa 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 nè. Ui nó có đuổi theo không vậy? Cách nó nhanh! Ai? Kêu anh ơi! Kêu! Kêu! Kêu anh ơi! Kêu! Em đi!